linh dương đầu bò sống theo bầy đàn đông đúc, chúng luôn có nguyên tắc riêng để sinh tồn. Bất cứ thành viên nào không tuân theo, thành viên đó ắt sẽ khó sống tiếp. Bởi linh dương đầu bò được mệnh danh là những khối thịt di động, tức chúng được xem là con mồi ưa thích của tất cả thú săn mồi tại lục địa đen, nên nguyên tắc bầy đàn sẽ giúp chúng phát triển bền vững hơn. Nguyên tắc đầu tiên đó là bảo vệ con non. Những vòng tròn ở giữa luôn xuất hiện khi chúng dừng lại ăn cỏ và nghỉ ngơi. Những con giàu sức mạnh sẽ luôn ở vòng ngoài, những con non ở bên trong thỏa thích vui đùa. Tất nhiên sẽ có ít thành viên làm nhiệm vụ cảnh giới. Khi thú dữ tấn công, con non sẽ được mẹ dẫn chạy xen kẽ vào bên trong cả đàn. Công việc bảo vệ thế hệ mầm non luôn được chúng làm rất tốt. Ở đàn linh dương đầu bò này, một sự cố lớn đã xảy ra. Một chú linh dương non đi chơi ra khỏi vòng bảo vệ. Càng tồi tệ hơn, linh dương mẹ cũng quên mất đứa con này. Linh dương non mải mê khám phá đồng cỏ rộng lớn, nhưng nó không biết rằng đây là nơi ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Có một kẻ săn mồi ẩn nấp kỹ trong bụi cỏ. Nó lén lút quan sát con linh dương non đơn độc. No. Đó là một con linh cẩu. Linh dương non dừng lại quan sát. Đứa nhỏ này chưa nhận thức được thú ăn thịt. Nó tiến lại linh cẩu một cách bình thường. Mục đích của nó là đang tìm bạn chơi. Thì ra đây cũng là một con linh cẩu con. Nó rất bối rối trước sự áp sát của linh dương non. Hai đứa nhỏ thật ngây thơ. Chúng có vẻ như đang chơi một trò chơi. Thực sự không thể tin nổi. Nhưng linh dương non đang rơi vào nguy hiểm. Linh cẩu mẹ đã tới. Nó lao vào đứa nhỏ một cách dữ dằn. Linh dương non bắt đầu nhận thức được nguy hiểm. Một cú né đòn quá may mắn. Bản năng sinh tồn thôi thúc nó chạy. Rõ ràng hai mẹ con linh cẩu không dễ gì buông tha. Linh dương non chạy bán mạng theo hướng về đàn. Linh cẩu dí theo kịch liệt. Nếu như đây là một con sư tử hay một con báu, thì linh dương non đã là bữa ăn của mạnh thú. Linh cẩu đột ngột dừng lại rồi. Thì ra nghe tiếng con kêu cứu, linh dương mẹ đã tới. Một niềm vui khó tả, một bài học đắt giá. Linh dương non mất đi một bạn chơi, nhưng nó đã biết thêm một kẻ thù đáng sợ.